đoàn công tác do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ thị 100 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện nghiêm lệnh cấm trại, thông điệp 5K của Bộ Y tế, điều động lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, ven biển, đảo, phòng chống dịch, vừa ngăn chặn buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị thông tư, hướng dẫn về xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Song song đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân, đảm bảo công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột phá. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị, phương tiện cho các hoạt động, duy trì hiệu quả các tổ chốt trên tuyến biên giới, trên bộ, trên biển, kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Thưa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đoàn đã trao tặng tỉnh Kiên Giang 4 tấn lương khô và 2.000 túi thuốc điều trị COVID-19. Cũng trong dịp này, Bộ Tổng Tham mưu cũng đến kiểm tra nắm tình hình tại đồn biên phòng Lình Quỳnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, thăm tặng quà tại Bệnh viện Lao Phổi tỉnh Kiên Giang.